Thêm một lý do phế quản, da phế quản của người mía thì thành da bất thường một đường tuyến của phế quản của người hoặc toàn bộ cơ phế quản. Ở đây đó là bất thường và vấn viêm, bất thường và vấn viêm. Ví dụ nó có chán, nó có thể ví dụ là sự nghi trọng trong trường chúng ta đây, ví dụ như là giả sử chúng ta chỉ đi nhanh như hoặc là tôi bạn ấy cái cầu thang máy bây giờ nó hư, tôi phải leo lên ba lầu hoặc tôi mới ngồi xong mà lên đây tôi thở thì thở rất là ba thở vào, đó là giá bình thường, giá sinh lý, giá sinh lý. Còn lý giả sử đó là giá bất thường, đó là trường hợp với giá quá giảm sinh lý và bên biến là nó không hồi phục nữa thì gọi là giảm phế quản, giá phế quản nhé. Giá nó thể phụ chú hoặc là nó lan toàn thì một cái giá phế quản trên giải phẫu bệnh lý người ta chắc chắn là có những cái tình huống người ta thấy được là cái tình trạng người ta đã bảo viêm phá hủy cái cấu trúc bình thường, cấu trúc xương, cấu trúc cơ của nhân và thay thế bằng mô sợ là nó không còn đạt hồi được nữa, hiểu không? Và trong lòng phế quản chứa cũng đạt và có những cái mạch máu thì mạch máu của nó gia tăng được số lượng lên, mạch máu của nó giãn, nó có thể thông nối với mạch máu của phế quản với mạch máu của phổi. Như vậy thì với cái giải phẫu bệnh lý này thì đoán được triệu chứng lâm sàng và nhân không? Đoán được không? Đoán được quá cái chuyện nữa. Viêm thì nó kích thích bị ho. Ho thì ho có đạm không? Chắc chắn là ho có đạm, đạm nhiều không? Chắc chắn là đạm nhiều rồi. Trong lòng chứ đầy đủ đạm các bạn. Đạm là đạm gì? Đạm là xương lên đến là đạm trắng, đạm trong, đạm nhầy. Đạm này đạm mũ. Hiểu không? Đạm mũ. Hiểu không? Đạm mũ. Và đạm này thậm chí lúc này có máu. Mà máu này có thể nhiều không? Nhiều. Mà lý do là sao? Một cái tăng sinh bằng máu. Bởi vì máu là giá là thậm chí thông nối được. Thậm chí những người cho mình cho máu rất là nặng. Như mình giá kết quả. Như vậy họ triệu chứng lâm sàng giá kết quả là gì? Ho khạc đạm mũ, có thể ho khạc đạm máu. Xong. Ok. Ha. Rồi. Đây là cái có chút kết quả bình thường rồi có chút kết quả bị giá. Ha. Giá kết quả thì nó hình như là ba cái dạng nhất là hình ống. Nó sướng sột từ trên xuống dưới. Ha. Thứ hai giá kết quả là tràn hạt. Nè, và thứ ba nhớ là một túi đó thì nguyên nhân của nó cho nguyên nhân nhiễm trùng hoặc không cho nguyên nhân nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng các chị tự học với nhau, nhưng mà tôi nói các chị dù là nguyên nhân nhiễm trùng hay là không là nguyên nhân nhiễm trùng thì cuối cùng nó cũng là nhiễm trùng. Tôi lấy ví dụ nếu mà nguyên nhân nhiễm trùng thì ok nó phá hủy cấu trúc phế quản thì giá kết quả đồng ý. Một nguyên nhân không nhiễm trùng ví dụ như là hội chứng Mendelsohn, hội chứng hít phải trên dạ dày, hội chứng Mendelsohn thì về pH của ta pH acid, trong khi trong đường ruột ta pH kiềm, khi mà sạch và trên dạ dày trong khi cấu trúc phổi thì nó phá hủy cái thành phần của cái phế quản và gây giãn, hiểu không? Mà giãn thì cái hậu quả gì là ứ động, hiểu không? Ứ động thì nhiễm trùng thì phá hủy thì ứ động, ứ động thì nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì phá hủy, đó là cái vòng tròn sinh lý bệnh của giá kết quả cực kỳ quan trọng. Các chị phải nắm được vấn đề này thì các chị mới có thể xử trí được giá kết quả như sao nha. Dù nó nhiễm trùng hay không nhiễm trùng thì cuối cùng nó không có là nhiễm trùng nha. Bệnh lâm sàng, bệnh ho là đạm nhiều, là phù mù, là hôi, là ho máu, khó thở. Khám lâm sàng ta có thể thấy có hội chứng nhiễm trùng. Bệnh có thể có sụt cân, có thể có tay dùi trống, nghe phổ thân đồ đó là phế quản. Các chị nhớ nhé, ở chương trình này các chị đang có tay dùi trống. Và COD tôi không nói đến có tay dùi trống. Chứ bệnh nhân COD mà nói đến có tay dùi trống là coi chừng có kẻ ung thư phổi. Tôi nói vậy là vì có test để thi ra tôi làm cái lâm sàng. Như vậy thì cái gì? Bạn đấy tôi nói về phần cái bác tính là tôi nói thay đổi mặt giải phẫu thì tôi nói về mặt chức năng. Về giải phẫu chức năng. Cả hai đúng không? Phá hủy thành bắt với ngang đó là hình chức năng hình nặng, hiểu không? Thì kết quả đấy là chức năng hình nặng, còn bây giờ đặc trưng của nó là giới hạn của đường khí, đó là hình nặng chức năng như vậy bài giảng kết quả của trần đoán đó là trần đoán hình nặng chức năng, trần đoán hình nặng chức năng hình nặng cái chị nhìn trực lên cái kết quả giảng thì các chị trần đoán rồi, hiểu không? Như vậy thì cái gì chụp cho cái quang lục thường là khó để chẩn đoán được cái nặng giá kết quả lắm. Thường là bây giờ người ta chụp CT scanner, trước kia người ta chụp cái quang lục á, trước kia người ta chụp cái quang lục á thì người ta để chẩn đoán người ta chụp bằng ta đọc được cái quang, người ta bơm cái chất cản quang đi bio đôn vào, hiểu không? Nhưng sau này người ta không bơm bio đôn nữa, cái này là thi đấy nha. Nếu bảo là chụp kết quả bây giờ chẩn đoán giá kết quả hiện tại bây giờ bảo chụp kết quả cản quang bơm bio đôn là nó đỏ, các chị họ không dùng bơm điều bơm nữa. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì
bây giờ khi ra đấy cái đường điện khí của mình là đường điện khí của nó là vô cùng thế thì không vô cùng từ khí quản phế quản đưa đến phế nang là vô cùng rồi thì không nó không giống như bệnh lý của tiêu hóa của cục bằng một đường ra các chị không không chịu thì ói lại thì ra còn đây không có thì không một bằng được vào ra có một đường hàng có hiểu không bây giờ giãn phế quản đặc biệt được dặn như đến khám chúng ta bị ho hạt nặng ngủ nhiều hiểu không bây giờ chúng ta bơm đi vô đô vô thì bệnh nhân phải khạc ra hiểu không ta đến vì bác sĩ ơi tôi khạc nhiều quá ho quá tôi mệt quá bác sĩ thì để tôi làm cho bằng bài thơ hiểu không cái chưa kể tức là bơm đi vô nhiều quá có thể là che lấp làm giảm trên con trao khí và nhớ về siêu hấp hiểu không trong khi đó vai trò thế của nó là vai trò của CT scanner vai trò của CT scanner không khả quan thì vai trò CT scanner cực kỳ tốt trong vấn đề chẩn đoán của giãn phế quản cho nên bây giờ vai trò thì giãn phế quản là vai trò của CT scan ok hiểu không thì đây là hình ảnh của lương lên phiêu đô phiêu cái gì đấy giãn phế quản là trụ đây nha lương minh chứng thì đây giãn phế quản là chuối và đây giãn phế quản là tràng hạ nha cái này những CT scanner cái gì đấy cái này phiêu phế quản giãn đây nha nó có một số cái dấu hiệu đâu là hình dẫn nha nha Sipnery. Rồi, ngoài ra, cái cơ lâm sàng chúng ta còn cần làm gì nữa? Đó là, tôi nói rồi, dù nhiễm trùng không nhiễm trùng thì vai trò của nó vẫn là vai trò nhiễm nhiễm trùng. Do đó, không thể thiếu được cái soi cái đàm. Hiểu không? Một số xét nghiệm khác tùy vào chúng ta đi tìm nguyên nhân, ví dụ như nghi ngờ cơ lao, thì ta xét nghiệm tìm lao. Ok? Ha? Nếu mà giá các bạn phu chú thì ta nên nội soi cái quạt tìm coi bệnh nhân có gì vào đường thở hay không? Kèm liệt có ung thư với quạt phu chú hay không? Hiểu không? Nó tắc nghẽn chỗ đó, có thể làm cho bệnh nhân bị giãn phế quản. Nếu mà giãn phế quản thì trên chúng ta đi tìm tác nhân do lao hay là nấm mạc spatulus. Nếu mà lao quản cho bệnh xử lý sơ nang hoặc hội chứng rối loạn vận động lông chuyển, nên là hội chứng rối loạn vận động lông chuyển là hội chứng di truyền. Và vì trên cái đường lông chuyển là nó có cái hệ thống lông chuyển để đưa ngược cái chất nhảy lên trên. Và thường những bệnh nhân bị hội chứng rối loạn lông chuyển này người ta bị gì các chị biết không? Vô sinh. Tại sao vô sinh? Tinh trùng không có đuôi. Đuôi nó bơi, nó không đuôi nó bơi được. Nha. Rồi bây giờ đến cái phần điều trị thì một số bệnh nhân cái gì đó điều trị trong bệnh nhân chúng ta điều chứng triệu chứng cải thiện tạo chất nhầy kiểm soát nhiễm trùng cải thiện tắc nghẽn cầu oxy và cuối cùng nếu giãn phế quản phu chú thì ta cắt cái bỏ một vùng đi điều trị bệnh nhân khó bởi vì đôi khi có những bệnh nhân đó nó tồn tại rồi tuy nhiên giả sử hậu quả của nó là hậu xong khi lao nhá lao hết rồi để lại những giãn phế quản đó hai rồi do u gì vậy thì lấy nó ra nha việc cải thiện tạo chất nhầy thì những người đi điều dưỡng tư thế xong đến cuối vùng trường nó thuốc tăng là không hiệu quả kiểm soát nhiễm trùng tùy tác giả tùy vào vi trùng ta thấy là cái gì nha cải thiện nguyên tắc nghe nhân khí của chúng ta kết quả giảm kết quả tại sao lại được thuốc giảm kết quả có một câu hỏi rất là nhớ vết thương của bệnh nhân này giảm kết quả tại sao chúng ta lại làm thuốc ghi giảm kết quả nữa ai trả lời được câu hỏi này nếu bạn là bạn nào chạm lại trả lời câu hỏi này mà đang đi với những phương thì tôi sẽ đồng điểm cho vui quá rồi phần thứ ba cho đến đấy là cái TV rồi nếu quay thì nó không thể hiện chuyện đó nghe